cùng chúng tôi đã được đến được cáp treo sau hơn 1 giờ đồng hồ chờ đợi. Cảm tưởng của các bạn sau khi đến được khu vực cáp treo là gì? Con muốn về. Cảm tưởng của chị Ngọc? Không muốn nói chuyện lúc này. Hả? Không muốn nói chuyện lúc này. À thế à? Đóng ngoài trời đấy. Finally. Thảo ơi.